năm 2021 dương lịch, cũng là nhằm ngày 23 tháng 2 âm lịch năm Tân Sửu. Nghi thức truyền thọ giới pháp sẽ mới đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Dạ, con kính mời quý Phật tử nào muốn thọ bát xin chuẩn bị để cùng con tắc bạch xin giới. Nam mô Bụt Thầy, thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Ukka sammayang phante ti sarane nasaha atthang gassamman na gatang upo satthang yacchama dutiyambi mayang phante ti sarane nasaha atthang gassamman na gatang upo satthang yacchama tati yam bi ma yang phan te ti sa ra ne na sa ha at thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma. Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và ba quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mận cho truyền giới cho chúng con. Và chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Nam mô Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Buddhang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật. Buddhang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy Phật. Dhammang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy Pháp. Dhammang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy Pháp. Sanghang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Tăng. Sanghang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy Tăng. Dutiyambi buddhang saranam gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Phật. Dutiyambi buddhang saranam gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Phật. Dutiyambi dhammang saranam gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Pháp. Dutiyambi dhammang saranam gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Pháp. Dutiyambi sanghang saranam gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Tăng.
Dutiyam bi sang khang saranang gacchami. Lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng. Tatiyam bi buddhang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật. Tatiyam bi buddhang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Phật. Tatiyam bi dhammang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Pháp. Tatiyam bi dhammang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy Pháp. Tatiyam bi sanghang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng. Tatiyam bi sanghang saranam gacchami. Lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng. Ba na ti ba ta ve ra ma ni sik kha ba đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Panatipata vechamani sikkhapadang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh. Adinadana vechamani sikkhapadang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Adinadana vechamani sikkhapadang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trộm cướp. Abrahmacharya vechamani sikkhapadang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Abrahmacharya vechamani sikkhapadang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không trược hạnh. Musawada vechamani sikkhapadang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Musawada vechamani sikkhapadang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không nói dối. Sura merayamacchappama dakkhana vechamani sikkhapadang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Sura me rayamacchappama dakkhana vechamani sikkhapadang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say. Vikalavosana vechamani sikkhapadang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Vikalavocana vechamani sikkhapadang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời. Natya gita vadita visu kadasana mala ghanthabde tana dharana mandana vipusanathana. Vechamani sikkhapadang sammadiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacchagita wa ditavisu kadasana ma la gan tawi le panatha chana man dana wifu sanatana we chamani sikha padang samma diyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức. Okya sayana maha sayana veramani sikha badang samma diyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang. Uccha sayana maha sayana về chamani sikha padang samma diyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Imang athang gassamana gatang buddhabang nyatang upo satang imang charatin imang jadiwasang sammadeva afirakitum sammadiyami. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giáo truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai. Imani atha sikha badani uposasi varasena iman jaratan iman jidivasang satukang katawa apamadena sammarakhitabang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay về đêm nay, chẳng nên dĩ vui. A ma phan tê, chúng con xin thành kính phụng hành. Si la na su ga tan yan ti, si la na phu ga sam ba da, si la na ni bu tan yan ti, ta sma si na vi so da ye. Người giữ giới hằng được phú túc mãn chung thọ sanh lạc cảnh là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh. Sa thụ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo tự ân, nguyện lời chân thật tác thành thăng duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, nương mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng vô lượng an lành. Quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, nương mong Pháp bảo đức lành từ dung. Tăng là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Tăng bảo tình thanh, nguyện lời chân thật tác thành thân duyên, gieo năm vọc trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành từ dung. Bhagavato sabba mangalang rakkhantu sabbe devata sabba buddha Anupāsati phawantute.
tất cả phương bao hàng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhà oai đức có chư Phật, do nhà oai đức của giáo pháp, do nhà oai đức của chư tăng, các sự thánh ấy thường thường đến người, cầu xin cho hóa của hành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn. Sa thu lành thai, lành thai. Nam mô Bụt Thầy á. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng trao truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử chúng con. Dạ, sa thú kính cảm ơn cô Nhật Quỳnh. Dạ, con thành kính đảnh lễ ngài Trời Siêu. Con thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng cùng chư Tôn Đức. Dạ, kính mời MC tiếp tục với chương trình hôm nay. Nam mô Bụt Thầy á. Nam mô Bụt Thầy á, sa thú lành thai. Kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã thay mặt chư tăng truyền bát quan trai giới cho hàng Phật tử. Cảm ơn xin Quỳnh Ngọc đã thay mặt cho giới tử để thọ bát quan trai giới. Tiếp tục chương trình, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Hôm nay chủ nhật ngày 4 tháng 4 năm 2021, Phật lịch 2564. Bài học hôm nay giáo trình thắng pháp Abhidhamma, bài tiếp tục bài 64. Sáu khía cạnh quan trọng của tâm thức, phần 3, chức năng, thức giác. Sĩ ơi Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tề Siêu đọc giảng giải. Chúng con cũng thỉnh Thượng Tọa Tề Siêu từ bi dẫn nhập bài học của Bụt Thầy nhé. Nam mô Bụt Thầy nhé. Kính đảnh lễ Đức Phật, kính đảnh lễ giáo pháp, kính đảnh lễ tăng chúng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị. Hôm nay chúng ta tiếp tục học về chức năng của tâm. Đó là một trong sáu khía cạnh quan trọng của tâm thức. Chức năng hay gọi là 14 sự, 14 chức năng hay 14 sự. Thì vừa rồi chúng ta đã định nghĩa xong về 14 chức năng. Hôm nay chúng ta bước qua để tìm hiểu mỗi một tâm nó làm việc gì, tức là nó có chức năng gì. Và đó là nội dung của bài học hôm nay mà chúng ta dạ năm mươi cái thời giá không biết là do máy con hay là năm mươi chắc dạ cảm ơn xin Nhật Quỳnh vì nghe từng tòa tiền siêu nửa chừng thì hết nghe. Dạ bây giờ con xin được đọc nội dung của bài học hôm nay. Người học thắng pháp Abhidhamma cần nhớ rõ chức năng nào của tâm thức thuộc về tâm nào và ngược lại tâm nào làm chức năng nào. Nắm vững hai mặt này sẽ có một khái niệm rõ tại sao có tới 121 tâm
và những hiện tượng hỗn hợp trong cuộc sống của chúng sanh. Trước nhất, ba chức năng kiết sanh thức, patisanhi, tiềm thức, sagangwa, tử thức, kuti, là vai trò của những thứ tâm quả. Hai tâm kiểm tra thuộc tâm quả vô nhân, tám tâm quả dục giới tịnh hảo, năm tâm quả sắc giới và bốn tâm quả vô sắc giới. Quy luật cố hữu là kiết sanh thức, tiềm thức, tử thức trong một kiếp sống luôn luôn cùng một thứ tâm. Nói cách khác, sanh bằng tâm nào thì tiềm thức và mệnh chung bằng tâm đó. Đây là định luật không bao giờ thay đổi. Tâm kiểm tra quả bất thiện, santi rana chitta, làm việc kiết sanh, tiềm thức, mệnh chung cho chúng sanh trong hộ cảnh như địa ngục, ngạ quỷ, vân vân. Tuy là thọ xả cho thấy khí cảnh vắng mặt của hạnh phúc, chính là sự đau khổ thường xuyên. Năm chức năng của ngũ quan: thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, là vai trò của ngũ song thức, cặp nhãn thức, cặp nhĩ thức, cặp tỷ thức, cặp thiệt thức, cặp thân thức. Ngũ quan tuy là sự nhận thức của tâm đối với ngoại giới, nhưng sự nhận biết này sơ khởi, trực tiếp đối với cảnh, nên chưa qua sự nhồi nặng, xử lý, nên thức này tương đối muội lược so với nhiều thứ tâm khác. Cảnh tốt xấu của ngũ song thức theo thắng pháp hoàn toàn do nghiệp lực chi phối. Chức năng khai môn là vai trò của hai tâm, hai ngũ môn và khai ý môn. Đây là vai trò hoàn toàn máy móc, nên không phải là thứ tâm tạo nghiệp hay là quả của nghiệp. Chức năng tiếp nhận là vai trò của hai tâm tiếp nhận. Chức năng này là máy móc, nhưng tiếp theo sau ngũ song thức nên cũng có phân quả bất thiện, quả thiện, tức là bị chi phối bởi nghiệp lực do ăn theo ngũ song thức. Chức năng kiểm tra là vai trò của hai tâm kiểm tra. Giống như tâm tiếp nhận, chức năng này cũng bị chi phối bởi nghiệp lực. Chức năng xác định là vai trò của tâm khai ý môn. Đây là tâm chính thức khai mở cho vai trò xử lý của nội tại. Chức năng xử lý là vai trò của tâm sinh tiếu. 12 tâm bất thiện, 8 tâm thiện dục giới tịnh hảo, 5 tâm thiện sắc giới, 4 tâm thiện vô sắc giới, 40 tâm siêu thế. Những tâm xử lý cảnh có thể bị ảnh hưởng bởi quá khứ như thói quen hay các suy nghĩ trong hiện tại, như chánh tư niệm hoặc do hoàn cảnh, như người thân cận. Tuy nhiên, hoàn toàn không do nghiệp lực quá khứ chi phối theo tác động nhân quả. Đây là một mấu chốt rất quan trọng của Phật Pháp đối với quan niệm tiền định, số mạng, thiền định. Chức năng dư hưởng là vai trò của ba tâm kiểm tra, tám tâm quả dục giới tịnh hảo. Chức năng này cho thấy tánh cách tự nhiên trong hiện tượng tâm Pháp, chứ không nằm trong chủ định lập thuyết tìm thấy trong nhiều bộ luận. Trong cái nhìn đối chiếu tâm nào có chức năng nào thì có liệt kê như sau: tâm nhãn thức có chức năng thị giác, tâm nhĩ thức có chức năng thính giác, tâm tỷ thức có chức năng khứu giác, tâm thiệt thức chức năng vị giác, tâm thân thức có chức năng xúc giác, tâm tiếp nhận có chức năng tiếp nhận, tâm kiểm tra có chức năng kiểm tra, kiết sanh thức, tiềm thức, tử thức, dư hưởng. Tâm khai ngũ môn có chức năng khai môn. Tâm khai ý môn có chức năng khai môn và xác định. Tâm sinh tiếu có chức năng xử lý. Tâm bất thiện có chức năng xử lý. Tâm thiện dục giới có chức năng xử lý. Tâm quả dục giới tịnh hảo có chức năng kiết sanh thức, tiềm thức, tử thức, dư hưởng. Tâm duy tác dục giới tịnh hảo có chức năng xử lý. Tâm thiện và tâm duy tác sắc giới, vô sắc giới có chức năng xử lý. Tâm quả sắc giới và vô sắc giới có chức năng kiết sanh thức, tiềm thức, tử. Tâm đạo và tâm quả siêu thế có chức năng xử lý. Bài học đến đây là chấm dứt. Chúng con cũng định được tòa giác đẳng từ bi thuyết giảng bài học.
Nam mô Bụt Thầy Gia. Kính thưa đại chúng tôi tu sư đại lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, hôm nay là bài học cuối của phần 14, cái chức năng của tâm thức. Và khi chúng ta bước qua phần này thì tương đối là mình phải đi trở lại một số chi tiết. Đó là mỗi một chức năng có bao nhiêu tâm đảm trách, và mỗi một tâm có thể làm được chức năng gì. Đây là một trong những cái cách học mà người học thắng pháp nên lưu ý. Chúng ta lấy ví dụ như là mình học trong kinh tạng, có khi mình học ngược, học xuôi. Như vừa Vô Minh Dương hành, hành diễn thức, thức duyên danh sắc, rồi tới Lão Tử, xong rồi Lão Tử là do sanh, rồi sanh là do hữu, hữu là do Lão Tử diệt, thì sanh diệt vân vân. Thì cái sanh và cái diệt mà ngược và xuôi đó, nó sẽ giúp cho chúng ta nhìn vấn đề từ hai cái cạnh khác nhau. Hay là trước kia chúng ta có một bài học về cái sự tương hợp giữa tâm và các thuộc tánh. Thì trong bài học đó chúng ta cũng có học là một tâm thì có bao nhiêu thuộc tánh. Nhưng mà rồi ngược lại thì chúng ta cũng học một thuộc tánh có bao nhiêu tâm. Bài học này cũng vậy. Và ở trong bài học này thì chúng ta nói về 14 chức năng. Nhưng mà trong 14 chức năng đó, đó thì mỗi chức năng là được đảm trách bởi cái tâm nào, và cái tâm, mỗi một cái tâm có bao nhiêu chức năng. Khi mà mình nhìn vấn đề mang tới cách là đối chiếu như vậy đó, thì mình sẽ thấy được một số cái khía cạnh khác biệt. Do vậy khi mà mình học thì rất là cần. Chúng tôi rất tiếc là hôm nay cái desktop của chúng tôi nó bị có trục trặc vấn đề. Do đó chúng tôi không có gửi quý vị được cái đồ biểu. Chúng tôi sẽ gửi bổ túc, mà rất là cần khi mà mình học vấn đề mình có cái biểu đồ rõ ràng dễ học hơn. Rất là tiếc là chúng ta không có được ngày hôm nay. Thưa quý vị, khi mà đề cập đến chức năng nào do tâm nào đó, thì chúng ta đi vào ba cái chức năng đầu tiên, đó là kiết sanh thức, tiềm thức và tự thức, tức là ba cái chức năng. Mặc dù ở trong cái bảng liệt kê đó, thì chúng ta liệt kê kiết sanh là đầu tiên, là thứ nhất, và tự thức là cái 14, là cái cuối cùng. Nhưng mà chúng tôi gom chung lại kiết sanh thức, tiềm thức và tự thức thành một nhóm. Thì, như chúng ta biết là ở trong kiếp sống con người, sanh, cái khởi điểm đầu tiên đó, gọi là sanh đó, hay là tục sinh, hay là kiết sanh đó, bằng tâm nào thì tiềm thức bằng tâm đó, và tiềm thức bằng tâm nào thì mệnh chung bằng tâm đó. Này là một thứ tâm. Chỉ khác nhau đó là tục sinh đó, là một cái tâm sát na đầu tiên, mệnh chung là tâm cuối cùng. Và tiềm thức đó, là cái tâm sanh ở giữa kiết sanh và mệnh chung, nhưng mà cũng cùng là một thứ tâm, cùng một trạng thái. Thí dụ như là người sinh ra bằng tâm dục giới tình hảo, thọ hỷ, trong quả dục giới tình hảo, thọ hỷ, hợp trí vô trợ, thì tiềm thức cũng tâm đó và tử cũng tâm đó. Đó là một lực cố hữu. Thì bây giờ trước nhất là chúng ta hiểu về ba cái trạng thái này. Trạng thái tiềm thức nó đóng một cái vai trò rất là tiềm tàng ở trong đời sống, chi phối đời sống của chúng ta. Nó tạo thành một cái tư chất, nó tạo thành một cái cá tính, và
cái tư chất cá tính đó đôi khi mình không hiểu. Thí dụ như là có những người cái tâm thường rất là điềm đạm, hay là có những người cái tâm họ lúc nào cũng vui vẻ, kể cả trong cái hoàn cảnh khó khăn đôi khi họ cũng cười được. Còn có những người cái tâm họ điềm đạm, ngay ở trong lúc mà vui vẻ nhất thì họ vẫn điềm đạm. Thì cái cá tính đó đến từ cái mà chúng ta là tiềm thức. Và cái này thì đôi khi chúng ta không giải thích được. Thì như chúng ta biết rằng ba thứ tâm là kiết sanh, tiềm thức và tự thức. Kiết sanh thức, tự thức, tiềm thức. Nó đều thuộc về tâm quả. Tâm quả. Tâm quả đó, tức là cái tâm nó tạo ra do cái nghiệp của quá khứ. Nghiệp quá khứ. Cái tâm quả này đó, thì nó lại mang tính cách là cố định. Cố định. Chúng ta không sửa đổi được tâm quả. Chúng ta không sửa đổi được. Ví dụ như là mình sanh bằng tâm thọ hỷ, thì suốt cuộc đời á, cái cá tính của mình nó ảnh hưởng cái tiềm thức, và tiềm thức này nó cùng một loại với tâm tục, với tâm kiết sanh. Đây là một điều rất là thú vị, chúng ta không có sửa đổi được như vậy. Không thể nào mà mình nói rằng cái người đó là cái người mà cái tư chất thông minh rồi mình làm cho họ không thông minh, hay là cái tâm họ tươi nhuận vui vẻ mà trở thành người mà bình thản. Dạ, tại vì cái tiềm thức nó đã cố hữu như vậy rồi. Thì trong cái tâm của chúng ta đó, đặc biệt là trong Thắng Pháp đề cập đến tâm được tạo nên bởi cái nghiệp, bởi tâm thiện hay tâm bất thiện trong quá khứ. Trong trường tâm bất thiện đó là tâm tham sân si, trong trường hợp tâm thiện đó là tâm thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới. Và những tâm thiện này và tâm bất thiện và tâm thiện này nó tạo nên cái tâm quả. Tâm tạo ra tâm. Tâm tạo ra tâm. Thưa quý vị, tâm bất thiện đó nó khác với tâm thiện ở điểm là khi mà mình đề cập đến tâm thiện đó, như là thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc đó, thì nó tạo ra nhiều tâm quả lắm. Tâm quả thiện tạo rất nhiều. Hoặc là tâm quả tâm kiểm tra, hay là tâm quan sát, tâm kiểm tra quả thiện, hoặc giả là tâm dùng trí tình hảo. Như tất cả chúng ta và những người đang có mặt ở trong lớp học này, chúng ta đều sanh và tiềm thức bằng tâm dục giới tình hảo. Mình là loài người. Và những vị phạm thiên ở cõi sắc giới và vô sắc giới thì vì đó sinh ra bằng tâm quả sắc giới và tâm quả vô sắc. Riêng về cái tâm bất thiện đó, nghiệp bất thiện, ví dụ như làm việc ác là tham sân si, và ở trên thế gian này chúng ta nghe rất nhiều câu chuyện về ác nghiệp, nhưng mà tất cả ác nghiệp đó đều tạo chỉ duy nhất một thứ tâm kiết sanh. Một cái tâm tái sanh đó là tâm kiểm tra quả bất thiện. Và tâm kiểm tra này nó rất là mũi lực. Cái tâm kiểm tra quả bất thiện này nó lại là thọ xả. Nó thọ xả. Tuy vậy nó tạo nên một cái căn tính của những chúng sanh ở trong những các cõi như là địa ngục, ngạ quỷ hay là bàn sách. Địa ngục, ngạ quỷ, bàn sách, địa Atula. Thứ vì cái tư chất của những chúng sanh này đó, thì ở trong tiềm thức đó, nó là một cái tiềm thức, rất là mũi. Ví dụ quý vị nhìn thấy con kiến, con gián, hay là nhìn thấy những cái loài vật mà nó sống thuần bằng cái bản năng của đó. Sống bất thường bản năng. Quý vị thấy con gián bò, quý vị chặn đầu đó, thì nó cũng biết tránh, tức là nó cũng có tâm thức đó. Nhưng mà gọi là nghi ở trong cái tiềm thức đó, thì nó là cái tâm kiểm tra thọ xả,
Dạ, kiểm tra thọ xả. Một cái chữ tâm này đó, thứ nhất là nó mang cái hơi hám của hướng ngoại. Và chúng ta biết là cái tâm tiếp nhận quan sát á, là nó đi theo ngũ sung thức. Dạ, nó là cái tâm hướng ngoại. Những chúng sanh sanh ra bằng cái tâm kiểm tra này thì họ không có cái nhiều cái khả năng mà nhìn lại chính mình và phản tỉnh chính mình nhiều khả năng mà cái tâm hướng ngoại. Và cái tiềm thức á, mà nó bụi lược à, thì cuộc sống hàng ngày nó đơn điệu, nó bụi. Dạ, quý vị nhìn thấy con kiến, con gián hay con trùng, con dế chẳng hạn, nó chỉ biết một cái sống cố hữu của nó không có thiên hình vạn trạng, không có đa dạng phong phú như là trường hợp của loài người, là bởi vì nó sanh bằng cái tâm kiết sanh, tiềm thức và tự thức, nó bằng một thứ tâm hết sức là bụi lực. Đó là trường hợp của tâm, đó là tâm kiểm tra quả bất thiện thọ xả. Có một loại chúng sanh khác, dạ, có loại chúng sanh khác mà sau này chúng ta học tới, ngoài người khổ còn có người lạc. Người lạc là người mà sanh ra bằng cái tâm vô nhân và quả thiện, tức là tâm kiểm tra quả thiện, thì đời sống nó không có khổ như là người khổ. Và chúng sanh thì chỉ có mặt ở một vài cõi, mỗi người thì gọi đứa thiên vương. Và trong Thắng Pháp thì cũng liệt kê là người chúng sanh cõi vô tưởng cũng gọi là người lạc, nhưng mà cái chúng sanh cõi vô tưởng người lạc đó là một câu chuyện khác, chúng ta sẽ bàn đến khi mà học về người cõi nghiệp. Nhưng mà đại khái là chúng sanh mà gọi là người lạc này thường là không có đầy đủ ngũ quan, thí dụ như khiếm thị, bị câm, bị khiếm thị bẩm sinh chẳng hạn, bị điếc, tức là không phải là khổ như trong địa ngục ngạ quỷ, nhưng mà là thiếu cái tính cách gọi là đầy đủ. Rồi ở trong những cái tâm quả dục giới tịnh hảo đó, ở trong tám loại dục tịnh hảo chúng ta nhớ rằng có bốn cái tâm gọi là tâm ly thí, hai tâm ly thí thọ hỷ, hai tâm ly thí thọ xả. Thì những cái tâm ly thí này đó, nó cho sanh lập cái người gọi là người dị nhân. Dị nhân tức là chỉ có vô tham vô sân, nhưng mà không có cái tố chất của vô si. Nó thẳng ra vô si là trí tuệ. Ra khi mà sanh lập người dị nhân thì không thể đặt thiền, đặt đạo quả được, mà thiếu cái căn bản của sự bẩn tiệp, của cái sự tinh tế, của cái khả năng suy luận tốt, thì cái người này là người dị nhân, người này không thể đặt thiền, đặt đạo quả được. Thì ở đây khi mà chúng ta học về các cái tâm kiết sanh, tiềm thức và tử đó, thì chúng ta biết là đó là những tâm quả, ngoại trừ là tâm quả siêu thế. Tâm quả siêu thế thì không phải làm việc này, tâm quả siêu thế là việc xử lý thôi. Dạ, lát nữa chúng ta sẽ nói về tâm quả siêu thế. Còn lại ở trong cõi, ở trong tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, thì cái kiết sanh và tiềm thức, kiết sanh thức, tử thức, tiềm thức, tử thức đều bằng tâm quả. Và tâm quả này nó mang những dấu ấn nhất định của tâm quá khứ. Chúng ta cũng biết rằng cái quả của tâm bất thiện đó, thì cái tâm quả làm việc tái sanh đó, nó rất là bụi lược, nó chỉ có một cái tâm kiểm tra thôi, thọ xả. Tuy rằng nó là kiểm tra thọ xả quả bất thiện, nhưng mà nó lại nó tạo nên một cái hình ảnh đau khổ, đau khổ của chúng sanh trong đó, tại vì nó quá thiếu những cái tố chất của hạnh phúc. Chúng tôi nói có vẻ hơi nhiều, nhưng mà chúng tôi muốn quý Phật tử
khi mà học thắng pháp á, tránh một cái sai lầm mà của rất là nhiều những người học thắng pháp là không để ý đến cái vai trò của tâm hộ kiếp hay là tiềm thức hay là hữu phần. Khi mà chúng ta nói hữu phần á, tức là chúng ta nói về cái tính cách, sự tồn tại của một cái kiếp người, một kiếp sống của chúng sinh. Và khi chúng ta nói hộ kiếp á, là chúng ta nói cái khía cạnh gìn giữ cái sự hiện hữu, hay là gọi là trì nghiệp. Và chúng ta nói tiềm thức á, tức là chúng ta nói một cái tâm tương đối rất là bụi lược, nhưng mà lại tạo nên cái tố chất hay là cái bản năng hay tính cách, hoặc giả là cái bản chất ngầm, ngủ ngầm, hay là cái tiềm chất của một chúng sanh. Thì cái tâm, cái mà gọi là tiềm thức hay là hộ kiếp rất là quan trọng. Người học thắng pháp phải biết và phải biết rõ về điểm này. Và dĩ nhiên là trong phần chức năng này chúng ta không có lột hết, chúng ta không có nói hết. Tuy vậy, phải biết. Và cái kiếp sanh thức, tiềm thức, tự thức này đó, nó là tâm quả luôn luôn là bị chi phối bởi nghiệp. Và nó cũng không có cái gì để mà bảo đảm rằng nó giống như vậy ở kiếp sau. Có thể ở kiếp này chúng ta sanh làm một chúng sanh nào đó, thì cái kiếp sanh thức, tiềm thức, tự thức là một loại tâm. Rồi hết kiếp sống thì qua kiếp sống khác, đó là thay đổi qua kiếp sống khác. Thành ra trong Phật giáo không có nói đến cái trạng thái gọi là vĩnh hằng, đời đời ở khóa ngục hay đời đời ở thiên đàng. Mà chúng ta biết rằng có nhiều trường hợp chúng sanh từ cõi an lạc sanh vào cõi khổ, và cũng có những trường hợp chúng sanh từ cõi khổ sanh vào cõi an lạc. Nhưng mà cái khởi đầu kiếp sống thì bằng cái tâm kiếp sanh thì nó luôn luôn lại tiếp nối bằng những cái tâm tiềm thức cũng giống như vậy. Và cái kết thúc cuộc sống là cái tâm tử thì cũng giống như vậy. Đó là ba cái chức năng kiết sanh, hộ kiếp và tử. Và chúng ta nhớ là luôn luôn là tâm quả, luôn luôn là tâm quả là vai trò này. Ngoại trừ cái tâm quả siêu thế thì là bị xử lý được. Còn nhưng mà đa số cái tâm quả khác, thì ở trong đó tâm vô nhân thì có hai tâm kiểm tra, và tâm quả dục giới tịnh hảo, tâm quả sắc giới, tâm quả siêu thế, là ba cái việc mà chúng ta vừa đề cập. Bây giờ thì chúng ta bước qua năm cái chức năng gọi là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Đôi khi chúng tôi nhắc quý vị là đôi khi quý vị nghe siêu tăng nói ngắn, thay vì nói thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, mà cái chữ này thì những chữ này chúng tôi xài theo thường thức để quý vị nhớ. Ở trong các cái bản kinh thì không có dùng cái chữ đó nhiều. Ở trong các cái giáo trình thắng pháp thì hay dùng là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức. Và khi chúng ta nói ngắn là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Thì nói ngắn như vậy thì cũng nhanh, cũng hiểu. Nhưng mà phải cẩn thận khi mà xài những chữ này nhé. Cái chữ ngắn này. Dạ. Thí dụ như là mình nói là ngửi, ngửi nếm. Dạ. Thì đôi khi chúng ta có cái là thí dụ chữ nếm, mình hiểu như là mình chủ động mình lấy cái lưỡi mình nếm cái gì đó để mình biết. Còn cái chữ mà chữ thiệt thức hay là vị giác á, thì bất cứ cái gì nó khởi đối với cái thần, đối với lưỡi của mình, thì mình đều như là chua cay mặn ngọt đều biết hết, chứ không phải là cái mà mình đi tìm. Thật ra đôi khi mình cũng nên cẩn thận cái chữ thấy, nghe, ngửi, nếm. Đúng. Như ở trong tiếng Việt Nam chúng ta chữ ngửi có nhiều khi nó được xài và được hiểu như là mình đi tìm kiếm một cái mùi gì đó, gọi là ngửi, như là đánh hơi,
ở trong cái ý nghĩa của thiệt thức hay là của khứu giác thì nó không có nghĩa là đánh hơi nha. Dạ, nó chỉ là ghi nhận cái cảnh hiện ra. Thành ra về chữ nghĩa đôi khi cũng phải cẩn thận, mặc dù mình nói nhanh thì mình thấy nghe giống đục đục, nhưng mà cái chính xác là nhận thức, ý thức, ý thức, thiệt thức, thần thức, nếu chúng ta nói theo giáo trình thuần túy cổ điển, và ở ngoài đời thì chúng ta nói đến thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác. Chỉ ở đây cũng phải nói một điều rõ như là quý vị thấy trong bài học đó. Những cái cảnh như là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác, những cái giác quan này nó hoàn toàn khách quan, hoàn toàn trung thực, nó chưa có được nhồi nặng xử lý để trở nên đẹp xấu hay là thích hay không thích hay có phản ứng gì đó, mà nó được xử lý một cách trực tiếp. Có những cái cảnh sắc thinh khí vị xúc đó, nó hợp với các căn, chúng ta gọi là quả thiện, và có những thứ mà nó không hợp với các căn thì chúng ta gọi là quả bất thiện. Quả bất thiện thì quả thiện, quả bất thiện này đó nó hoàn toàn là quả của nghiệp. Hoàn toàn quả của nghiệp. Thật ra riêng ở trong Thắng Pháp thì năm cái cảnh ngoại là sắc thinh khí vị xúc, năm cái cảnh này khi mà nó được tâm tiếp nhận thì ngay gì, ngay cái biết sơ bộ đầu tiên, ngay biết sơ bộ đầu tiên đó thì nó đã có một cái định rõ đó là cái thể cảnh xấu, và cái cảnh tốt cảnh xấu này đó nó được quyết định chiêu cảm bởi nghiệp quá khứ. Là nếu mà mình mình học Thắng Pháp á, thì mình nên hiểu mình nên hiểu về giờ quý vị quan khí chờ chúng tôi một chút xíu nha. Mình nên hiểu một điều đó là ở trong cái thế giới sống của chúng ta, khi mà mình ăn sầu riêng hay là mình nhìn thấy một cái hoa nào đó như hoa hồng, thì hay không thích do cái văn hóa, do cái cách nhìn của chúng ta đó, nó là một chuyện, mà cái cảnh đó nó nó có cái tác động trực tiếp tới cái giác quan của chúng ta, đó là một chuyện khác. Chúng ta tạm gọi là cái nhận thức khách quan và nhận thức chủ quan. Thì trên phương diện nghiệp báo á, năm cái giác quan thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, xúc giác luôn luôn là khách quan, luôn luôn là cảnh chân đế,
luôn luôn là thực tại. Dạ, nó chưa có qua cái giai đoạn chủ quan. Chủ quan nó thuộc về trong xử lý. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là mình nhìn thấy cái khoa vạn thọ. Dạ, cái khoa vạn thọ. Quý vị nào ở miền quê Việt Nam, quý vị biết vạn thọ thì ở trong cái văn hóa phương Đông có hai cái nền văn hóa lớn là Ấn Độ và Trung Hoa đó. Thì vị nào sang Trung Hoa thì ở trong Trung Hoa họ gọi khoa vạn thọ là khoa cái phân gà sáp. Dạ, phân gà sáp thì cái mùi nó mùi giống như phân gà. Dạ, thành ra người Trung Hoa đó họ không có cảm tình với cái chữ, với cái hoa vạn thọ như người Việt Nam. Chữ vạn thọ người Việt Nam rất là đẹp. Nhưng mà riêng đối với người Ấn Độ á, thì hoa vạn thọ và đặc biệt với cái màu mà gọi là màu cam á, cái màu cam vạn thọ đó là cái màu của tôn giáo, màu của tu hành. Nói thẳng ra là cái màu của đạo Hindu, của Ấn giáo. Vâng, khi mà chúng ta đến Ấn Độ, người ta làm rất nhiều tràng hoa bằng hoa vạn thọ để cúng dường, để đeo vào cổ, để cúng lên các đền tháp, các pho tượng. Trong lúc đó thì người Trung Hoa thì họ kỵ, họ nói cái mùi hoa vạn thọ không phải là mùi tinh khiết, mà thường họ gọi là mùi phân gà sáp. Thì dĩ nhiên là do cái tên đặt và do quan niệm văn hóa đó, thì mỗi một cái quốc gia họ có quan niệm khác nhau. Thì cái quan niệm đó, cái phản ứng đó đó, thật ra thưa quý vị, nó thuộc về văn hóa. Dạ, nó thuộc văn hóa. Và nếu mà một cái người Trung Quốc ngồi ở trên một cái chiếc thuyền mà ở chung quanh chất đầy hoa vạn thọ đó, thì họ sẽ rất là khó chịu. Tại vì họ không có hảo cảm với hoa này. Trong khi đó người Ấn Độ mà họ ngồi trong một ngôi đền, họ được đeo những cái tràng hoa bằng hoa vạn thọ thì họ thích. Thì quý vị đặt ra một câu hỏi, tất cả chúng ta đặt câu hỏi đó rằng như vậy là cái hoa vạn thọ đó đó, nó là cảnh tốt hay là cảnh xấu? Nó là quả của thiện hay là quả của bất thiện? Thì ở đây chúng ta cũng phải đưa thêm một cái thí dụ nữa trước khi chúng ta xác định. Đó là sầu riêng. Yeah. Chúng ta nhớ một điều là cái xứ mà ăn sầu riêng cũng nhiều đó là Singapore. Singapore phải là họ sầu riêng nhiều lắm. Nhưng mà cũng là cái xứ họ cấm sầu riêng cũng rất nặng đó là Singapore. Ở trong xe hơi khách sạn đó, không có được mang sầu riêng, không lên xe không mang sầu riêng ở khách sạn. Khi mà chúng ta qua Singapore thường thường đó, là sầu riêng phải ăn tại chỗ, rất là khó khăn để mang lên các cái phương tiện di chuyển công cộng. Có người hỏi chúng như vậy rồi mình muốn đem về sầu riêng về nhà sao, thì thường thường thứ gì người ta phải gọi xe riêng. Và yeah, gọi xe riêng, và có rất nhiều chung cư, có rất nhiều nơi chỗ ở người ta cấm ăn sầu riêng vào, mặc dù người Singapore rất thích ăn sầu riêng. Đây là điều rất là thú vị. Thì như vậy cái mùi sầu riêng, và cái mùi sầu riêng đó được xem là khi mà ngửi mùi sầu riêng đó là được xem như là quả thiện hay quả bất thiện. Bây giờ đó, cái câu trả lời của chúng ta như vậy, câu trả lời của chúng ta đó là thí dụ như mình không thích sầu riêng mà mình bắt buộc phải ở trong một phòng có mùi sầu riêng, thì tự nhiên cái mùi mà mình ngửi đó là cái tâm quả, cái tâm tâm quả bất thiện, chúng ta gọi là ý thức quả bất thiện. Hay là mình không thích hoa vạn thọ cũng vậy. Trong trường hợp đó. Còn cái lý do mà mình không thích á, là do văn hóa, do tư kiến, do cái gì á, đó là một chuyện khác, cái là cái duyên khác. Nhưng mà một khi mình không thích, mình không chịu được mình có ở đó, thì nó là quả bất thiện. Nó như từng trường hợp thưa quý vị, những vị người họ hút thuốc lá đó, thì cái mùi thuốc á, nó là cái mùi thơm. Nhưng mà mình không thích á, như cá nhân chúng tôi không có hút thuốc á, mà ở trong chỗ nào có người hút thuốc á, thì cái mùi thuốc đó không phải là cái mùi thơm. Thì dĩ nhiên là chúng ta không nói quả thiện hay quả bất thiện là do cái mùi, và cái mùi khách quan, mà nó cũng do một số các điều kiện về
về các cái căn, tức là thần kinh, nhãn nhĩ tỷ thiệt thân, hoặc giả là về văn hóa, về cái này kia đó. Nhưng mà rồi chúng ta không thể dựa lên trên một cái số mùi, một cảnh sắc thinh khí vị xúc mà chúng ta khẳng định đó là cảnh của quả thiện, quả bất thiện, mà nó cũng là do cái vốn dĩ là cái tự nhiên của các căn của mình. Và đây là một điểm rất là tế nhị. Mặc dù chúng ta nói rằng tốt xấu vân vân là do cái tâm xử lý, tâm cháu phát đá, tâm xử lý, chứ không phải là nở ngũ sông thức. Nhưng mà trong Thắng Pháp thì khẳng định rằng ngũ sông thức là tâm quả, và ngay cái tâm quả đó, đó nó đã là có cái yếu tố của tâm, của quả thiện hay là quả bất thiện, và quả bất thiện, tức là cảnh tốt và cảnh xấu ngay yếu tố đó. Thì nói chung là như vậy. Là có một lần từ 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 siêu khóa thì cập đến về một cái ví dụ là cái hạng người mà họ không có vì sự lựa chọn, và có vì không phải lựa chọn mà vì bắt buộc, là có hay bắt buộc là không có. Thì cái mình có và do mình không muốn, hay là mình muốn và mình không có, nó đều liên quan đến cái quả bất thiện. Dạ. Nhưng mà ngược lại, khi mà mình muốn là có thì nó có, muốn là nó không thì nó không, thì cái đó không nên gọi là cái nó liên quan gì tới cái quả bất thiện. Ví dụ như là trường hợp của Đức Thế Tôn của chúng ta, ngài bỏ cung vàng điện ngọc để ngày vào sống trong rừng, sống không có ba tòa lâu đài, sống không có người hầu hạ, thì cái sống ở trong rừng, sống ở dưới cội cây, sống một mình, cái đó không phải là sự cô đơn, cái đó không phải là do sự nghèo khổ, mà đó là cái sự lựa chọn của ngài. Nhưng mà nếu ngài muốn có cung vàng điện ngọc mà không có cung vàng điện ngọc thì cái đó là quá bất thiện. Nhưng mà ngài muốn độc cư tịnh mà không thể có độc cư yên tịnh thì lúc bây giờ nó cũng là thứ quả bất thiện. Thành ra về điểm này đó, chúng ta phải nhìn rất là cẩn thận. Nhưng mà căn bản trở lại đây là năm cái thức gọi là ngũ sông thức đó. Dạ. Thì chúng ta nhớ là trong Thánh Pháp, thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, hay là thị giác, thính giác, khứu giác, vị giác, sắc á, nó tiếp xúc với cảnh khách quan. Dạ. Và trong cái cảnh khách quan đó đó, nó đã có cái yếu tố của quả thiện, quả bất thiện, cảnh tốt, cảnh xấu. Và cái cảnh tốt xấu này nó hoàn toàn khách quan, hay nói cái khác chúng ta gọi là cảnh chân đế. Trong cuộc sống của chúng ta về phương diện văn chương thì chúng ta hay có đề cập đến cái gọi là thật và giả, hay là thực và hư. Mà chúng ta nói theo Thắng Pháp, khi mà chúng ta học về cảnh đó, khi về cảnh đó, thì chúng ta gọi là cảnh chân đế và cảnh tục đế. Cảnh chân đế là cái pháp thực tướng, cảnh là sao thì ghi nhận như vậy. Và cảnh tục đế là sự thi thiết giả lập, đó là dựa qua cái khái niệm. Chúng tôi lấy một cái ví dụ là mình nhìn thấy một cái hoa hồng, hay là hoa vạn thọ, thì trong cái nhìn thấy hoa vạn thọ nó có cả hai là cái thực tướng, là màu đó, dạng đó, mùi đó, đó là pháp thực tướng. Và cái thứ hai đó là do sự thi thiết, tức là do sự giả lập, giống như chúng tôi nói rằng người Ấn Độ quan niệm hoa vạn thọ là cái biểu trưng của thiên liên của đạo giáo, và cái màu vạn thọ tượng trưng cho sự từ bỏ, thành ra xả ly, thành ra cái vị tu sĩ, các vị sa thú, sinh thú của người Ấn Độ đó, các vị giáo sĩ Bà La Môn hay mặc màu y màu hoa vạn thọ. Và Chư Tăng Phật giáo Nam Tông thì cũng thỉnh thoảng có nhiều vị mặc y màu vạn thọ ảnh hưởng người Ấn Độ. Nhưng người Trung Hoa họ thấy cái hoa vàng thọ là cái mùi giống mùi phân gà thì họ chê. Thì cái gọi là cái màu của tôn giáo hay là màu phân gà đó là cái chúng ta gọi là chi thiết, gọi là giả lập, gọi là quy ước,
là văn hóa, thì chúng ta nhớ rằng ở trong cuộc sống nó trộn lẫn cả hai. Dạ, nó trộn lẫn cả hai, giữa mộng và thực, giữa hư và thực. Nói một cách khác rất là thú vị là trong một cái diễn trình tâm, dạ, diễn trình trình tâm đó, thì có những tâm như là ngũ sống thức, tâm khai môn ngũ sống thức, kháng ngũ môn ngũ sống thức, tiếp nhận, kiểm tra, xác định. Thì thưa quý vị, đó những cái cảnh của tâm này, chúng ta học nó, nhất là khi chúng ta nói đến ngũ sống thức thì đó là cảnh chân đế và cảnh thật, cảnh thật, cảnh rất thật. Trong khi đó cái tâm xử lý đó, nó có thể là tô hồng chốt lục, nó có thể là dựa trên quan niệm, dựa thứ này thứ kia. Thành ra cái thực và cái mộng, cái thực và cái hư, cái cảnh chân đế và cảnh trục đế, nó được tùy theo cái tâm, và những cái tâm này nó trộn lẫn với nhau. Thành ra có một cái rất là thú vị là trong cuộc đời của chúng ta, thưa quý vị, đôi khi mình nhìn thấy một sự vật, mình liên tưởng đến một cái gì đó, và tất cả cái thế giới mà chúng ta liên tưởng đó, nó đều dựa trên cái sự thi thiết giả lập hết. Nên chi Phật pháp dạy chúng ta là nhìn vào hơi thở vô, hơi thở ra, nhìn vào bước đi, chân dở bước đạp chẳng hạn. Thì khi mà chúng ta nhìn mà theo cách nhìn của tứ niệm xứ đó, nó giúp cho chúng ta trở về với cái cảnh thực hơn là với cái cảnh mà do sự nhồi nặng, do cái tâm xử lý mà ra. Thì về điểm này đó, nó đi vào thế giới của thiền. Và rất khó để chúng ta có một cái nội tâm hoàn toàn là cảnh chân đế mà, hay là hoàn là thi thiết. Và nó không có tuyệt đối được. Ở trong cái diễn trình của tâm thức á, thì bây giờ thí dụ như là mình thấy bức tranh, mình nói đó là tranh của Van Gogh, và tranh Van Gogh, thì thứ vì cái thực mà chúng ta thấy đó, đó là cái chiều kích cũng ngang dọc như vậy, cái màu sắc và cái cách phối màu, cái màu sắc, cái đường nét, cái đó là cảnh thực. Nhưng mà mình nói là đây là theo cái trường phái tả chân, đây là trường phái lập thể, đây là tranh của Van Gogh, đây là thế này thế kia, thì thú vị nó lại đi vào cái thế giới của thi thiết. Và hai cái chân đế và tục đế, hai cái là thực tánh pháp và thi thiết, nó trộn lẫn với nhau. Và do vậy khi nhìn của vĩ mô thắng pháp là không bao giờ mà chúng ta sống hoàn toàn là thế giới thực, mà hay là chúng ta hoàn toàn là thế giới thế giới ảo. Tuy nhiên bằng cái cách sống mà chúng ta trở về với tứ niệm xứ, và như là lấy thân quán thân, lấy thọ quán thọ, lấy tâm quán tâm, lấy pháp quán pháp, thì đó là thực. Tại vì chúng ta lấy thân quán thân, và khi mà chúng ta niệm hơi thở, thì hơi thở vào, hơi thở ra, đó là cảnh thực. Nhưng mà khi mà chúng ta nói rằng thở tức là mình sống, thở là sự mầu nhiệm, thở vào tâm tĩnh lặng, thở ra mồm mỉm cười, đa số cái cách diễn tả về thở mà được Hòa Thượng Nhất Hạnh nói đến đó, thì nó có tính cách là thuộc về chi tiết. Dạ, thuộc về chi tiết, tức là bây giờ một hành giả tu tập tứ niệm xứ mà đúng nghĩa truyền thống Vipassana, đúng nghĩa tứ niệm xứ là hơi thở vô biết hơi thở vô, hơi thở ra biết hơi thở ra, dài biết dài, ngắn biết ngắn. Dạ, như vậy thôi, chứ không có khi mà nói là bạn thở tức là bạn sống, và bạn thở tức là bạn đang sống, hơi thở là sự mầu nhiệm, vân vân. Thì những cái khái niệm mà đây là sự sống, đây là sự mầu nhiệm, đây là tinh lý cuộc sống, vân vân, cái đó được về chi tiết. Dạ, bởi vì có nhiều vị họ nói rằng cái cách thành thiền của Hòa Thượng Nhất Hạnh đó là một cái môn thiền tứ niệm xứ lãng mạn, nhưng mà ta nói cách khác, đó là môn thiền mà ở trong đó nó gom vào nhiều cái khái niệm thi thiết. Còn khi một người mà hơi thở vô biết hơi thở vô, hơi thở ra biết ra, đó là cảnh rất thực. Chúng ta nói về thực tánh pháp, nó vậy thì biết nó vậy thôi. Dạ, chứ không có nói đó là mầu nhiệm hay không mầu nhiệm. Hơi thở thì
đúng là hơi thở là biểu lộ của sự sống, nhưng mình ngồi đó mình nghĩ là nó mầu nhiệm, nó tinh khôi hay là thế này thế kia, thì cái đó nó đều là khái niệm tri thức. Nên chúng ta hỏi một câu là trong cuộc sống cái gì là cái cuộc sống nào là cuộc sống thuộc về thế giới của thực, thế giới nào thế giới của huyễn, thì xin thưa rằng theo cái nhìn của Thắng Pháp thì trên một cái diễn trình tâm thức thì nó đã có cảnh gọi là cảnh chân đế và cảnh tục đế, cảnh thực và cảnh thi thiết. Dạ, chúng ta nên biết rõ về điểm này. Bây giờ thì sau cái phần mà chúng ta nói về ngũ sắc thức á, thì chúng ta nhớ rằng có những cái chức năng mà nó có các máy móc, dạ, ở trong đó có tiếp nhận và kiểm tra. Thì cái tiếp nhận và kiểm tra này đó, nó có cái máy móc, nhưng mà nó lại là những cái thông quả quả thiện hay là quả bất thiện, chúng ta tạm gọi là cái tâm ăn theo. Dạ, tâm ăn theo, tại vì ngủ sông thức rồi quả thiện quả bất thiện. Chúng tôi lấy ví dụ như là có công ty lớn và có một cái người khách đến, mà cái người khách đó lại là một người khách thân thiện, một người khách vui tính, một người khách ăn. Thì những cái người mà tiếp nhận dẫn vô rồi làm việc ở bàn kiểm ở cái bàn reception đó, là ở bàn reception là và những người lấy tin tức người đó đó, thì họ cũng được hưởng lây cái không khí thân thiện, cái nét mặt thân thiện, nụ cười thân thiện của người khách đến. Nhưng mà ngược lại là nếu mà cái người khách đến mà lại là một cái người khó chịu phiền hà đó, thì những người reception và những người lấy tin tức cũng có ảnh hưởng, mặc dù ảnh hưởng này không lớn, là ảnh hưởng không lớn như cái người có trách nhiệm xử lý, các vị giám đốc xử lý chẳng hạn, nhưng mà cũng có chịu trách nhiệm. Thành ra trong cái khâu chúng ta tạo ra những khâu máy móc đó, là tiếp nhận và quan sát đó, thì nó vẫn có cái ảnh hưởng của quả thiện và quả bất thiện, như là chúng ta thấy trong cái chúng ta thấy đối với ngũ sông thức, tức là năm cái giác quan gọi là ngũ quan. Chúng ta nói là một chức năng máy móc khác. Và chức năng máy móc này thì nó rất ư là thú vị. Đó là xác định. Yeah. Xác định thật ra thì nó là một cái cái vai trò của tập xác định này đó là thuộc về kháng ý một. Yeah, kháng ý một. Nó tương tự như là chúng tôi đã có một cái người khách đến sau khi cái bàn tiếp tân đã biết lấy đủ tin tức là đây là ông A, ông là khách thế nào đến đây, thì có một người quyết định là mình gửi người khách này đến văn phòng nào đó thích hợp. Thì bởi vì đây là người khách hàng hay là đây là người đến để có vài sự than phiền về mặt hàng nào đó vân vân, thì cái này chúng ta phải tâm xác định. Và cái tâm kháng ý môn này nó hoàn toàn là một thứ tâm máy móc. Mà có lẽ quý vị nhớ rằng trong các tâm thì có tâm vô nhân, mà có cái tâm gọi là duy tác vô nhân. Dạ. Nó không phải là quả, mà nó cũng không phải là nhân. Có tâm quả vô nhân, nhưng mà cái tâm gọi là duy tác, tức là cái tâm sanh lên hoàn toàn là do máy móc, mà nó không phải là cái quả của quá khứ, mà nó cũng không tạo quả cho tương lai. Nó phải do nhân quá khứ, quả tương lai. Thì cái vai trò này, vai trò của tâm xác định. Sau khi chức năng tâm xác định đó, thì chúng ta nói một cái chức năng rất là quan trọng là xử lý cảnh. Và cái xử lý này thì nó có thể là tâm sinh tiếu. Tâm sinh tiếu
Có lần chúng tôi nói với quý vị trong một cuộc đàm luận với Thượng tọa Tề Siêu đó, là sở dĩ mà chúng tôi học Pháp là chúng tôi có cái đức tin rất là mạnh, là tại vì ở trong Thắng Pháp đó, có rất nhiều cái ghi nhận nó mang tới cách là tự nhiên, mà nó không phải là lập thuyết. Lập thuyết ví dụ một người mà họ biết một quyển sách nào đó thì họ cố gắng giải thích rằng tất cả những hiện tượng đều có những lý do mà gọi là chánh đáng phải có. Nhưng mà riêng khi chúng ta học Thắng Pháp có những cái tâm như là tâm sinh tiếu và tâm sinh tiếu, đáng lẽ thì trên phương diện lập thuyết thì không cần. Và tại vì một vị A-la-hán trên văn cũng thấy cười bằng tâm duy tác, thọ hỷ, hợp trí hay ly trí, tâm duy tác được, nhưng mà các vị vẫn cười với cái tâm gọi là rất là bản năng, cái thói quen của quá khứ. Và ví dụ chuyện đó đáng cười thì cười. Có một lần chúng tôi thấy một cái vị thiền sư, chúng tôi cũng không muốn nói gì, nhưng mà ngài tu thì ngài tu rất là nhiều, nhưng mà ngài lại không nói thì tiếng Anh, mà bữa đó không có người thông dịch, ngài là người Miến Điện. Và có một người mang lên món gì đó mà ngài nói với tiếng Miến, mà ngài cố gắng ngài chỉ cho người đó, nhưng mà người đó là làm sai đi, thì ngài mỉm cười. Thì cái cười của ngài đó, chúng tôi không nói ngài là A-la-hán, nhưng mà chúng tôi căn bản về thiền sư đó là một cái phản ứng rất là tự nhiên, chứ không phải là chuyện tức cười hay mắc cười hay buồn cười cho chúng ta. Buồn cười không nhìn rõ mà ngài chỉ cười, tại vì cái chuyện đó chuyện cười thôi, chuyện đó chuyện vậy, thì nó cũng cho chúng ta hiểu điều như vậy, là đôi khi thưa quý vị, cười là một sự biểu tri và cười là một cái bản năng. Thì ngay cả một giả la hán mà thinh văn thì vẫn còn có cái cười, vẫn có cái tâm tâm sinh tiếu. Thì tâm sinh tiếu này nó cũng là một thứ tâm xử lý, mà nó lại nằm ở trong duy tác vô nhân. Tâm xử lý thì nó có nhiều thứ tâm lắm, hoặc là tâm bất thiện như là tâm nó tham, hai tâm sân, hai tâm si, hoặc là những cái tâm đại thiện dục giới, hay là tâm duy tác dục giới, tâm thiện sắc giới, duy tác sắc giới, tâm thiện vô sắc và duy tác vô sắc. Thì cái tính cái gọi chữ xử lý chavana này đó, nó là một đề tài lớn mà ở đây không có lột được hết. Thứ nhất là nó là tâm tạo nghiệp chứ không phải là quả của nghiệp. Tâm tạo nghiệp, và khi cái tâm tạo nghiệp này nó có thể bị tác động, bị tác động bởi hoàn cảnh, bởi môi trường, bởi những người thân cận, bởi cái cách suy nghĩ. Và thí dụ như là mình có như lý tác ý thì mình phản ứng bằng cái tâm thiện dục giới tỉnh thảo, nhưng mà không có duy tác ý có thể gợi khởi tâm tham, gợi tâm sân, tâm si, vân vân. Thì đặc biệt là ở trong Thắng Pháp nói rằng không có một cái tâm xử lý nào, không có tâm chavana nào xử lý cảnh đó, mà nó là tâm quả. Tâm quả tức là tâm được tạo nên bởi tâm trong quá khứ, nó có thể ảnh hưởng bởi cái thói quen, ảnh hưởng những người thân cận chung quanh, nhưng mà cái tâm xử lý này đó, nó lại chúng ta tạm gọi là nó là một phần của ý chí. Nói cách khác đó là chúng ta buổi sáng sớm bước ra ngoài sân, trời mưa hay trời nắng, cái ví dụ hôm nay chúng ta đi đâu đó mà trời mưa thì dĩ nhiên là không nhất, nó có trở ngại nhiều, nhưng mà rồi cái phản ứng là bực bội, khó chịu hay là bình thường, hoặc là thích nghi, vân vân, cái đó nó thuộc về cái tâm xử lý cảnh, và chúng ta tạm gọi như vậy. Và cái thái độ của chúng ta đối với tâm xử lý cảnh đó, nó hoàn toàn vào trong cái cách suy nghĩ. Bởi vì giữa triết lý tôn giáo, giữa Phật Pháp với các đạo giáo khác đó, nó hay có nhiều sự khác biệt. Và người ta nói là nhất ẩm, nhất cát, giai do thiên định hay giai do tiền định. Tức là cái ăn, cái uống, cái chân, cái cả tóc, cái chân răng,
tất cả nhất nhất đều là do sự an bài của Thượng Đế hay sự an bài của nghiệp quá khứ. Nhưng mà trong cái nhìn của nghiệp lực đó, thì tất cả đều không phải do nghiệp, tất cả không phải do nghiệp quá khứ. Hay nói một cách khác, tất cả tâm không phải là đều là tâm quả. Thuộc tâm xử lý Chavana thì nó không thuộc tâm quả. Dạ, cái tâm xử lý không thuộc tâm quả. Cái này chúng ta tạm gọi là ở trong tâm xử lý nó có cái gọi là ý chí. Dạ, nó gọi là ý chí. Ý chí tức là cái gì nó độc lập đối với cái sự chi phối của quá khứ. Dạ, nó gọi là ý chí. Thì riêng trong Phật giáo đó thì cái ý chí nó vốn là vốn là một cái loại tâm thuộc về chủng tử thiện hay bất thiện chứ không hay di tác, chứ nó không, nó không phải là tâm quả. Bởi vì có nhiều người nói rằng tuy do cái nghiệp nào đó mà tôi sân, hay cái nghiệp nào đó mình tham, thì mình nên hiểu rằng cái tham, cái sân á, nó không phải là do nghiệp quá khứ, mặc dù nó ảnh hưởng bởi nghiệp quá khứ. Dạ, nó ảnh hưởng do thói quen. Thí dụ cái người mà thô tháo, không được sự giáo dục tốt, thì họ sanh ra do cái cá tính, do thói quen họ vậy. Hay là họ gần những người mà thô tháo thì họ thô tháo. Nhưng mà đổ thừa là cái tham, cái sân, cái thiện của tôi đều do quá khứ, thì không có nên đổ thừa như vậy. Dạ, mặc dù nó có ảnh hưởng về thói quen, về môi trường, nhưng gọi là quả của nghiệp quá khứ thì không phải như vậy. Bởi vì Đức Phật Ngài có dạy rằng nếu mà tất cả cái hành vi thiện ác của chúng ta mà do cái nghiệp quá khứ hết, do tiền định hết, thì cái sự nỗ lực tu tập không có giá trị. Lý do tại sao nỗ lực tu tập có giá trị? Bởi vì cái thiện ác trong cuộc sống nó tùy thuộc vào ý chí chúng ta rất là nhiều. Thành ra cái tâm xử lý Chavana nó là tâm tạo nghiệp, và nó cũng là một thứ ý chí. Và cái tâm này do nó là tạo nghiệp nên nó không phải là quả của nghiệp, và không nên nói nó hoàn toàn là do tiền định. Chúng tôi nói ở đây đó là nó có thể ảnh hưởng bởi những cái duyên của quá khứ, nhưng mà không nhất hoàn toàn thuộc về quá khứ. Thưa quý vị, có một cái thứ tâm khác chúng ta gọi là tâm dư hưởng. Thì ở đây cũng là một điểm rất là thú vị. Khi mà có những ấn tượng mạnh, ấn tượng lớn xảy ra, thì sau cái Chavana thì có cái tâm dư hưởng. Và những cái tâm này nó là những tâm quả, nó không có khả năng tạo, nó không có tạo nghiệp được. Nó chỉ có 11 thứ tâm là dư hưởng, đó là 3 tâm kiểm tra và 8 tâm quả dục giới tịnh hảo. Nó là công việc của dư hưởng, tức là hưởng cảnh dư của Chavana, của tâm xử lý. Khi chúng ta học vào diễn định tâm thức thì chúng ta sẽ hiểu thêm về cái tâm dư hưởng này qua các cái diễn định được đề cập. Nhưng mà nó là một thứ tâm mà tương đối cũng là máy móc. Thì nãy chúng ta nói rằng chức năng nào do những tâm nào, thì bây giờ chúng ta nhìn trở lại một góc cạnh khác. Trở lại góc cạnh khác thì trước nhất là mình nói về tức là một cái đối lập, tức là một tâm có làm bao nhiêu cạnh. Thì đầu tiên chúng ta nói về 18 tâm vô nhân đó. Thì như chúng ta thấy rằng trong 18 tâm vô nhân là ngũ song thức. Ngũ song thức thì làm 5 việc là thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng, hay là thính giác, thị giác, khứ giác, vị giác, xúc giác. Thì do ngũ song thức là, nếu quý vị học trong kinh Tạng và cũng có trong Thắng Pháp, và đặc biệt là các bộ luận của Phật giáo Đại Thừa đó, thì chúng ta có cơ bản liệt kê về 6 thức: nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức ấy. Thì chúng ta có cảm tưởng như là 5 cái thức đầu tiên, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân đó, nó bao biện nhiều cuộc sống, nó lớn,
Nhưng mà trong thắng pháp á, thì thấy nghe ngửi nếm xúc chạm đó, vì ngũ sung thức tương đối là mùi lược so với những cái chức năng khác như là xử lý hay là vân vân, thì chúng ta nó phải nói về ý thức đó. Nó rất là ly chi được đề cập rất nhiều ở trong trong thắng pháp. Dạ. Chúng ta không có nhìn thấy một cái danh sách cân phân được. Thì ngũ sung thức thì nó làm tập nhãn thức thì là việc thấy, tập trí thức là việc nghe, tập là việc ngửi, tập thiệt thức là việc nếm, và tập thân thức làm việc xúc chạm của thân. Rồi tập tiếp nhận làm công việc tiếp nhận. Rồi ba cái tâm kiểm tra thì làm việc kiểm tra. Mà ba tâm kiểm tra này đó, ở trong đó có hai tâm kiểm tra thọ xả đó, thì nó lại làm thêm ngoài cái việc kiểm tra đó, nó còn làm cái việc thêm là tục sinh. Trong trường hợp mà người sanh vào cảnh khổ như địa ngục, ngạ quỷ, vân vân, thì là tâm kiểm tra quả bất thiện. Và trong trường hợp là người lạc thì quả thiện. Chúng ta nói về ba cái tâm kiểm tra này, nó vừa là việc kiểm tra, vừa là việc của một cái kiết sanh thức, của tiềm thức, của tự thức, và của dư hưởng. Ba cái ba tâm này của bộ tâm quan sát thọ, tâm kiểm tra thọ hỷ thì không làm việc tục phụ nghiệp tử, nhưng mà hai tâm kiểm tra thọ xả thì là việc tục sinh hộ kiếp tử. Nhưng mà cả ba tâm kiểm tra này đều làm cái việc mà chúng ta gọi là dư hưởng, là thập duy. Dạ, tâm niệm đó là việc hơi hơi đa sự một chút. Ba cái tâm duy tác vô nhân thì tâm kháng ngũ môn thì chỉ là việc khai môn thôi. Dạ, kháng ý môn thì vừa là việc khai môn mà vừa là việc xác định. Và tâm ưng cúng sinh tiếu, tâm sinh tiếu chỉ là một việc, đó là xử lý. Bây giờ thì chúng ta nói đến 12 tâm bất thiện. 12 tâm bất thiện này thuần là làm công việc xử lý. Dạ, thuần là việc xử lý. Cũng như là tất cả tâm thiện dục giới tịnh hảo, tâm duy tác dục giới tịnh, tâm thiện sắc giới vô sắc, tâm duy tác sắc giới vô sắc, và 40 tâm siêu thế đều làm công việc xử lý. Trong lúc đó thì các tâm quả đó, và các tâm quả thì dụ như tâm quả dục giới tịnh hảo thì có thể làm việc tục sinh, tức là kiết sanh thức, tiềm thức và tự thức, và nó cũng là việc thập duy, xin lỗi, nó là việc dư hưởng. Chính chính tâm quả đáo đại, tức là năm tâm quả sắc giới và bốn tâm quả siêu thế đó, và bốn tâm quả vô sắc giới đó, thì chỉ là việc kiết sanh, tiềm thức và tự thức. Nhưng mà tâm quả siêu thế thì không có làm việc đó. Tâm quả siêu thế chỉ làm việc xử lý. Thế nên cái này chúng ta phải rất là cẩn thận. Dạ, học học rất là cẩn thận với tâm này. Nhìn vào bản đồ, bản địa, cái biểu đồ chư pháp đó, thì các loại tâm thì chúng ta nên nhớ rằng mỗi một cái tâm tâm nào đó cũng có chức năng của nó. Và có những tâm bao biện nhiều chức năng, có những tâm làm một chức năng mà thôi. Đã. Có những tâm một chức năng, hai chức năng, ba chức năng. Không phải một tâm tâm nào cũng làm được nhiều chức năng. Và có những chức năng thì cần đến rất nhiều sức tâm. Ví dụ như chức năng xử lý chẳng hạn, hay là chức năng dư hưởng thì nhiều cái tâm. Còn những chức năng như thấy, nghe, ngửi, nếm thì chỉ có hai tâm. Hay là chúng ta nói một cái
tâm là tâm khai ngũ môn thì chỉ có một chức năng mà thôi. Thì cái một chức năng, hai chức năng, ba chức năng, nó cũng là một điểm rất là thú vị. Khi mà chúng tôi trình bày quý vị ở tại đây thì nghe nó hơi rối. Dạ, nghe nó hơi rối là tại sao mà nó có cái nó lộn xộn như vậy. Chúng tôi thưa rằng khi mà mình đi vào thế giới của Thắng Pháp đó, ở trong mỗi một cái một cái phần của giáo trình đó, thì nó làm cho mình sáng thêm, làm cho mình rõ thêm. Dạ, chúng tôi lấy ví dụ như là tâm khai y môn. Dạ, tâm khai y môn, khi mà mình học về tâm á, thì mình hiểu nó một lẽ. Khi mà mình học về thôn tánh, mình hiểu nó một lẽ. Rồi khi mà mình học về các chức năng, hiểu một cách khác. Khi mình học về lộ tâm á, mình hiểu thêm. Tức là mỗi một bài học á, mình sẽ hiểu thêm về điểm đó. Nó tương tự như là quý Phật tử vào một ngôi chùa hay vào một công ty. Vào một ngôi chùa thì đầu tiên á, mình thấy vị nào cũng giống nhau hết. Dạ, nhưng mà lâu ngày thì biết à, có vị chuyên về tri khách, có những vị chuyên về tri sự, rồi ở lâu hơn nữa thì mình lại biết thêm và biết thêm nữa. Thì các tâm này cũng vậy. Dạ, khi mà mình mới học thì mình có cái khái niệm khác, lâu ngày cái niệm khác, bởi vì cái giá trị của cái bản nêu chi pháp mà ngài Thầy Sư ngài vẽ ra, mà chúng tôi gọi là biểu đồ chi pháp đó, cái giá trị bản nêu là nhắc cho chúng ta biết rằng cũng cái chấm đó ở trên biểu đồ đó mà sẽ được nói đi nói lại rất là nhiều lần, được nhìn từ nhiều góc cạnh khác nhau, được hiểu mỗi ngày một rõ thêm. Và khi mà quý Phật tử học về Thắng Pháp á, thì nên đặc biệt kiên nhẫn đối với chính mình và kiên nhẫn với môn học. Và mình nhiều khi mình nghe cái đó, mình nghe khó nhớ quá, nhớ không hết, hay là mình nghe những ý niệm nó xa lạ quá, không hết. Thật ra trong giáo trình này đó, chúng tôi làm cái việc cho quý vị rất là nhiều là cố gắng để qua từng bài học đó, mình gom lại rất nhiều. Chúng tôi có nhắc lại trong những phần trước là khi mà Thượng Tọa Thượng Siêu và chúng tôi học với ngài Tịnh Sự hay với Sư Trưởng hồi xưa, nhất là học với ngài Tịnh Sự đó, ngài không có giảng nhiều đâu. Dạ, ngài không giảng nhiều, như là 14 chức năng này ngài giảng một bữa một bữa giảng hết rồi, và hiểu được bao nhiêu thì hiểu rồi. Cái biết của chúng tôi về tâm hồn kiếp á, nó là một cái sự gom thu của rất là nhiều năm tháng vừa học vừa dạy đó, thì mình phải có cái tổng kết như vậy. Chứ hồi học với ngài, ví dụ khi ngài nói chút định nghĩa phá quan cá là vậy thôi, ngài nói một vài câu, và vui là ở trong cái sớ giải của Thắng Pháp á, đôi khi phần phản ngữ nó chẳng có giúp cho chúng ta được cái gì hết. Dạ, ví dụ như thế nào là tâm nhận thức, thì mình nói cái biết của bác gọi là tâm nhận thức, đơn giản như vậy. Mà quý vị đọc chú thích Pali á, đôi lúc cái định nghĩa và cái từ ngữ thì nó giống nhau, chúng ta không có thêm được cái gì hết. Thì tương tự như vậy, giờ khi mà học Thắng Pháp, có nhiều khi mình phải dùng đến trí nhớ, rồi nhớ, rồi dai đi dai lại. Nhưng mà chúng tôi mong tất cả quý Phật tử học Thắng Pháp ở đây, riêng về cái phần chức năng của tâm quan trọng lắm, rất quan trọng để nhớ. Dạ, do vì chúng tôi có dành nhiều thời giờ, và hôm nay là cái bữa học cuối của 14 chức năng. Tuần tới thì chúng ta sẽ học về một. Bây giờ thì bạch Thượng Tọa Tuệ Siêu, không biết Thượng Tọa có ở trước máy và nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Siêu nghe được, kính thỉnh Thượng Tọa quan hỷ cho bài giảng tiếp theo. Kính thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu. Không biết Thượng Tọa Thượng Siêu có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Thượng Siêu nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa cầm mic.
Hôm nay chúng tôi kinh tị với quý vị ngồi và nhìn trên màn hình, quý vị cứ chat lên là nghe rõ, nghe liên tục. Tôi cảm thấy ghen tị một chút vì chúng tôi nghe gián đoạn liên tục. Nó cũng liên tục nhưng mà gián đoạn liên tục. Còn quý vị thì nghe rõ liên tục. Cho nên chúng tôi cũng không biết là tương tự giác đẳng dừng lại ở đâu và thiết cái gì nữa. Thì bây giờ thưa quý vị, y cứ vào cái bài học mà chúng tôi nhận được đó, thì có lẽ từ tổ giác đẳng đã trình bày nội dung trong bài học đó rồi. Cho nên ở đây chúng tôi chỉ nói thêm cái phần của mình thôi. Ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta học về mười bốn sự hay là mười bốn cái chức năng của tâm, thì trong phần chót á, là chúng ta nên biết hai việc. Ngày xưa Hòa Thượng Tịnh Sự Ngài có trình bày hai việc ở trong cái cách học này. Sau khi lại giải ý nghĩa về 14 sự, tức là 14 cái nhiệm vụ của tâm, thì Ngài giảng kế tiếp là mỗi sự có được mấy tâm. Và sau cùng thì Ngài nói mỗi tâm làm được mấy sự. Bạch thưa thưa sư, thưa tòa hoan hỷ, không biết lại trong rung không nghe được nữa. Ở trong rung quý vị thiên vị quá. Lúc mà Thượng tọa giác đẳng giảng thì quý vị cứ chat lên nói rằng là
nghe rõ, nghe liên tục. Tới khi mà chúng tôi giảng thì quý vị nói hết nghe rồi, hết nghe rồi. Sao vậy? Sao quý vị thiên vị quá? Bây giờ quý vị có nghe được chưa? Rồi, cảm ơn quý vị. Mười chín cái sự tục sinh hộ kiếp Phật tử đó, có 19 tâm làm việc này, là hai tâm quan sát thọ xả. Quan sát chúng ta gọi là tâm kiểm tra hay là thẩm tra Santirana. Tám tâm bãi dục giới hữu nhân, hay còn gọi là tám tâm đại quả, năm quả sắc giới, bốn tâm quả vô sắc giới. Thì như vậy có tất cả là 19 tâm. Sự thấy hay là chức năng thấy, nhiệm vụ thấy á, chỉ có hai tâm làm việc này là hai tâm nhãn thức. Chức năng nghe là có hai tâm nhĩ thức. Ngửi có hai tâm tỷ thức. Nếm có hai tâm thiệt thức. Đụng có hai tâm thân thức. Tiếp thu cảnh có hai tâm tiếp thu. Quan sát có ba tâm quan sát. Rồi phân đoán chỉ có một tâm tức là tâm khai y môn. Còn cái sự khai môn á, cái sự khai môn chúng ta nói còn thiếu. Cái sự khai môn đó là khai mở cho lỗ ngũ và lỗ ý, do đó cho nên được hai tâm khai ngũ môn, khai y môn. Tâm khai ngũ, tâm khai y môn làm việc khai môn hay là chức năng khai môn. Rồi chức năng động lực cho quán đá hay là chức năng xử lý cảnh đó, thì có rất là nhiều. Tất cả tâm thiện, tất cả tâm bất thiện, tâm thiện tâm tốt trừ tâm tốt khai ngũ môn, tâm khai ý môn. Còn tâm tố vô nhân là ưng cúng sinh tiếu của Nhưng mà thưa tòa, thưa sư, ở trong rung không nghe được nữa. Xin thưa tòa Hoa Kỳ cầm mic lại. Dạ. Sao vậy? Đêm nay sao nó lộn xộn vậy? Là
Và thưa quý vị, cái tâm quả hiện thế thì không bao giờ làm việc xử lý cảnh, nhưng mà tâm quả siêu thế thì làm việc xử lý cảnh. Và tiếp đến chúng ta nói cái tâm, cái chức năng hay là cái nhiệm vụ hoặc là cái sự na cảnh hay là chức năng dư hưởng cảnh thì chỉ có 11 tâm làm việc này, tức là ba tâm quan sát và 8 tâm cái đại quả làm công việc này. Như vậy thì tâm làm việc động lực hay là làm việc xử lý cảnh đó, tâm gồm 87 tâm, 12 tâm bất thiện, tâm sinh tiếu, 8 tâm đại thiện, 8 tâm đại tố, 9 thiện đấu đại, 9 tố đấu đại và 40 tâm siêu thế cùng với 52 tâm sở phối hợp nó. Còn tâm làm việc na cảnh hay là dư hưởng thì có 11 tâm là 3 tâm quan sát và 8 tâm đại quả. Tâm làm việc hay là mỗi một sự có bao nhiêu tâm làm việc thì đã được trình bày, đó là phần thứ nhất. Trong cái phần thứ hai đó là Ngài Hòa Thượng Tịnh Sử Ngài trình bày theo cái khía cạnh khác là mỗi tâm làm mấy việc. Cái điều này cũng sẽ, mặc dù cũng lặp đi lặp lại, nhưng mà nói theo cái khía cạnh khác để cho chúng ta nhận ra. Thí dụ bây giờ 121 tâm, nếu mà chúng ta lấy từng thứ thì vậy nó dài dòng lắm. Do đó cho nên Ngài phân theo cách như thế này: tâm làm một phận sự hay là tâm làm một chức năng
Quý Phật tử khoan hỷ khi nhận chờ đợi trong giây lát. Hôm nay đường truyền của Thượng tọa Tuệ Siêu có vấn đề đặt. Xin nếu Thượng tọa Tuệ Siêu nghe được, xin kính thỉnh Thượng tọa hoan hỷ trở lại. Dạ, quý Phật tử quan hỷ, Thượng tọa Tuệ Siêu rồi rụng, nhưng mà có lẽ Thượng tọa sẽ trở lại trong giây lát. Và khi nào Thượng tọa trở lại thì chúng ta hy vọng rằng Thượng tọa tiếp tục cầm mic. Trong thời gian chờ đợi Thượng tọa Tuệ Siêu đó, thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị thêm một vài điểm. Dạ, thấy Thượng tọa Siêu trở lại, xin kính thỉnh Thượng tọa khoan hỷ cho biết. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, chúng tôi tiếp tục nói thêm về một tâm làm được bao nhiêu sự, bao nhiêu chức năng. Thì ở đây đó, 12 tâm bất thiện là một chức năng đóng, 8 tâm thị dục giới là một chức năng động lực, 9 thiện đối đại là một chức năng động lực, 20 tâm thiện siêu thế, 20 tam đạo làm chức năng động lực, một chức năng thôi. Rồi nói đến tâm quả, chỉ có quả siêu thế là làm cái chức năng động lực. Rồi nói về cái tâm tố thì tâm khai, tâm sinh tiến là một chức năng động lực. 8 tâm đại tố, 9 tố đấu đại đều làm có một chức năng, là chức năng động lực hay là cái sự động lực. Cái này là xử lý cảnh. Thì đó là những tâm là một việc, mười ba. Chúng tôi quá mệt mỏi, quý
vị có biết là từ hôm Tết đến giờ chúng tôi bệnh rất là nhiều. Cái cột sống cổ chúng tôi bắt đầu nó bệnh lại, nó ảnh hưởng đến cái thần kinh thính giác. Đã điếc một bên, bây giờ ba hôm nay chúng tôi lại sắp sửa điếc một bên nữa. Giờ rất là mệt mỏi, mà lại gặp cái rùm này nè, gặp cái bệnh thoát này nè, chúng tôi ngán quá. Người ráng chút xíu để chờ hết cái phòng nghỉ. Chính tâm quả đấu đại làm ba việc, tức là tục sinh, hậu kiếp và tử. Còn tám tâm đại quả hay là tám tâm quả dục giới hữu nhân thì làm bốn việc là tục sinh, hậu kiếp, tử và na cảnh. Hay gọi là dư hưởng. Còn hai tâm quan sát thọ xả thì nó làm năm chức năng là tục sinh, hậu kiếp, tử, dư hưởng và quan sát. Thì cái cách dạy của Ngài Hòa Thượng Tịnh Sự đó, thì Ngài dạy để cho biết mỗi sự đó có bao nhiêu tâm, mỗi một chức năng đó có bao nhiêu tâm, là cái chức năng này. Và nói ngược lại thì mỗi một tâm nó làm được bao nhiêu chức năng, thì Ngài sắp xếp. Đây cũng là cái trí tuệ của Ngài đặc biệt, tức là Ngài ngồi tính toán làm sao để cho ra tâm này làm hai chức năng, làm ba chức năng, làm bốn chức năng, làm năm chức năng, tối thiểu cũng là làm một chức năng và tối đa làm năm chức năng. Chúng ta học như vậy thì chúng ta sẽ nắm được rõ hơn. Còn nếu mà chúng ta chỉ định nghĩa suông cái công việc đó thì chúng ta học xong chúng ta quên hết, chúng ta không nhớ được. Thì đây là một vài điều mà chúng tôi chia sẻ thêm với quý vị ngày hôm nay. Và vi sinh cũng thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Nam Mô Bổn Thầy. Dạ, xin lỗi quý vị có nghe được không? Dạ, xin thỉnh sư huynh đi nghỉ. Và thưa quý vị, chúng tôi xin tiếp tục đề cập đến vai trò của tâm thức hay là các chức năng của tâm thức trong bài học ngày hôm nay. Khi mà chúng tôi sang bên Mỹ, thưa quý vị, có một lần chúng tôi tình cờ nghe một bài nói chuyện của một vị giáo sư và cũng là một người làm việc bên
một cái cơ quan của chính phủ Mỹ về cố vấn về vấn đề môi sinh, về môi trường sinh thái đó. Thì vị này có đề cập đến một cái hiện tượng rất là thú vị, đó là ở trong thiên nhiên á, khi mà chúng ta mới nhìn thấy đó, thì dường như là những cái sự tồn tại của các thực vật, động vật và những cái hiện tượng như là khoáng chất, con nước vân vân, nó có vẻ giống như là nó rời rạc, nó vô nghĩa. Chúng ta nhìn thấy một con ếch hay là một con cá ở trong dòng suối, mình nghĩ rằng nó chỉ là một cái sự hiện hữu vô nghĩa ở giữa cuộc đời này. Nhưng mà một khi mà càng nhìn rõ, càng tìm hiểu kỹ đó, thì tất cả đều là một cái bộ phận của cái gọi là một cái ecosystem. Ecosystem chúng ta gọi tạm gọi là một cái môi trường sinh thái. Ở trong môi trường sinh thái đó, đó thì mỗi một cái thực vật, mỗi một cái động vật, nó đều có một cái công dụng, có một cái chức năng, có một cái phần hành. Và nguyên cả cái môi trường đó, nếu mà có một cái gì đó mà nó thay đổi đó, thì nó sẽ xáo trộn những phần khác. Thí dụ như là ở tại Trung Quốc có một cái thời kỳ mà Mao Trạch Đông và Đảng Cộng sản Trung Quốc hô hào là người ta nên tiêu diệt tất cả những loài chim, tại vì họ quan niệm rằng chim chóc đó, nó phá hoại mùa màng vân vân, và họ do cái sự cổ vũ đó, thành ra họ săn bắt tất cả loài chim để được thưởng. Và khi chim nó không còn nữa đó, thì thưa quý vị, nó tạo nên một cái sự đảo lộn về môi trường sinh thái và rất lớn, và những cái tai họa khác ập đến. Ví dụ như là những cái thứ côn trùng do sự vắng mặt của các loài chim chóc không ăn sâu bọ vân vân, thì nó lại sinh sôi nảy nở, và những loài côn trùng lại tàn hại đến ruộng vườn, và rồi côn trùng sinh sôi nảy nở nó tạo ra một số những cái ảnh hưởng dây chuyền khác liên quan đến các loài vật khác. Thành ra ở trong thiên nhiên á, thì nó có những cái con vật, và ví dụ như là côn trùng thì nó có một cái giá trị của côn trùng, mà ếch nhái có giá trị ốp như ếch nhái, chim muông có giá trị của chim muông. Chúng ta không biết thì chúng ta nhìn mọi thứ rất là hờ hững, rất là chờ. Tuy nhiên khi một cái nào mà nó thiếu, một cái nào nó vắng, một cái nào không có đó, thì nó làm đảo lộn cả một cái ecosystem. Bởi vì người ta có một cái câu nói, cái câu nói đó nó như là một câu nói có tính cách là vô thưởng vô phạt, hay là câu nói an ủi, là nói cái gì đó tồn tại nó cũng phải có cái lý do của riêng của nó. Thì chúng ta nghe câu nói đó thì mình nghĩ rằng câu nói đó nó không có gì hết. Tuy nhiên khi mà mình học vào ở trong Thắng Pháp, một cái người mà biết học, một cái người mà chịu học và cái người thích học đó, thì luôn luôn là tìm thấy bất cứ một cái vòng tròn nào, một cái pháp nào, một cái gì mà được đặt lên cái bảng nêu chi pháp hay là cái biểu đồ chi pháp đó, thì chúng ta biết rằng dù đó là tục đế hay chân đế, dù đó là vô vi hay hữu vi, dù đó là sắc pháp hay danh pháp, dù đó là tâm thuộc tánh, thì tất cả nó đều có một cái trạng thái riêng, có cái chức năng riêng, có vai trò riêng. Và khi hiểu được cái sự liên đới giữa cái này qua cái khác ấy, thì chúng ta hiểu thêm về sự việc. Khi mà hiểu về trạng thái, chúng ta hiểu thêm về trạng thái.
hiểu về vai trò thì chúng ta sẽ hiểu thêm một khía cạnh khác. Chúng tôi có đề cập với quý vị rằng khi mình biết người á, mà chỉ biết cái mặt của họ, rồi biết cái tên của họ, nó là một chuyện khác. Rồi mình biết cái nghề nghiệp, mình biết cái gia thế, rồi mình biết cái vị trí, cái vai trò của họ, chứ càng biết thì mình càng hiểu nhiều. Bởi vì có những nhân vật rất là nổi tiếng, khi mà người ta viết về tiểu sử đó, thì người ta phải cho chúng ta rất nhiều dữ kiện, và đặc biệt ở trong đó là người này đã sống và có cái liên hệ với những người xung quanh như thế nào. Thì khi mình học về tâm của vậy, ngài Tịnh Sử, ngài có soạn một cái giáo trình vi diệu pháp mà bây giờ chúng ta gọi là thắng ở Việt Thâm. Thì trong cái giáo trình này, ngài chia làm ba, đó là sơ đẳng, trung đẳng và cao đẳng. Ở trong giáo trình sơ đẳng thì lúc chúng tôi ở với ngài thì ngài rất là chú trọng về những cái phương diện hay là những cái yếu tố như là mình nói là một cái tâm hay là cái thuộc tánh, đó là trạng thái là gì, rồi nhân cần thiết là gì, rồi cái vai trò hay là cái phận sự là gì, rồi các pháp đồng sanh là gì, thì những cái cạnh này được tìm thấy trong sớ giải ở trong Thanh Tịnh Đạo. Nhưng mà ngày lại thích điêu lên những thứ đó, và khi mà hồi còn nhỏ chúng ta không có, chưa cảm thấy nó phiền lắm. Phiền ví dụ như là mình nói cái thuộc tánh đó, nói trạng thái là đủ, mình còn nói chi là nhân cần thiết, nói phận sự, nói sự thành tựu để làm gì. Nhưng mà sau này càng học thì mình càng cảm thấy những điều đó nó có cái lợi, là hãy mình biết thêm một cái khía cạnh, nhất là trong trường học là mình nói với tâm, định nghĩa thế nào là tâm, khai môn, thế nào kháng ngũ môn, kháng ý môn, tâm sinh tiếu, hay là tâm tham, tâm sân, tâm si, v.v. Nhưng mà biết được cái vai trò thì mình sẽ hiểu thêm một khía cạnh quan trọng. Giống như hồi nãy chúng tôi thưa quý vị rằng, mình đi vào trong một khu rừng, nếu mà chúng ta không phải là một người nghiên cứu về thực vật hay về sinh vật, thì mình thấy rằng con chim bay, con chim đậu trên cây, con cá lội ở trong nước, hay là một con ruồi nó đang bay, có ong hút mật, nó là những cái mảng rời rạc của thiên nhiên, cảm thấy nó không có liên hệ gì với nhau hết. Nhưng mà với một nhà mà nghiên cứu về môi trường thì thưa quý vị, họ thấy rằng tất cả đều có cái sự liên đới, và tất cả đều có cái vai trò. Vấn đề là chúng ta không biết hay là chúng ta không biết điều đó. Cái sự liên đới đó đạo Phật gọi là duyên, hay là Pachayo. Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu về cái sự liên đới giữa sự vật này qua sự vật khác, trước khi chúng ta hiểu sự liên đới thì chúng ta phải hiểu chính cái đó là cái gì. Thì cũng tương tự như vậy, bây giờ thì chúng ta đang học từng pháp một, ví dụ đây là tâm thì thuộc tánh, rồi mà muốn chúng ta học về sắc pháp, vân vân. Nhưng mà rồi mình học về những cái pháp như là hàm tận tập yếu hay là bất thiện tập yếu, rồi chúng ta học qua các duyên. Thì lúc bây giờ mình thấy những cái này hồi trước mình không có để ý, nhưng bây giờ thấy nó cần thiết quá, và nó lợi lạc quá. Do vậy chúng ta nên học và nên biết. Cũng giống như thứ thì khi mà chúng ta còn nhỏ mà mình học chữ thì mình học cái này là cuộn, cái này là cái nồi, cái này là cái đĩa vân vân. Học chữ là chữ thôi, nhưng mà rồi càng lớn lên thì mình cái muỗng để làm gì, cái chảo để làm gì, và mình học cách sử dụng như thế nào, thì lúc bây giờ mình thấy rằng cái đó là một thứ đắc dụng, thứ thường dùng, thứ mà mình nó lợi thế nào. Thì cái khả năng mà hiểu biết sử dụng và làm đúng chức năng thì nó có lợi cho chúng ta rất nhiều. Trong mấy ngày qua đó, nếu mà quý vị nào mà có tham dự cái giáo trình Trung Bộ, chúng ta có đi qua ngang hai bài kinh, đó là kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt và kinh là một bài tiểu kinh về nghiệp phân biệt, một bài đại kinh về nghiệp phân biệt. Thì điểm thú vị của hai bài kinh liên quan đến nghiệp này đó là ở trong cả hai bài kinh này,
đều nói về nghiệp, nhưng một bên đó là nói có tính cách là cố định, một bên có tính cách là bất định. Thí dụ như là bài kinh trong tiểu kinh về nghiệp, về nghiệp phân biệt, thì Đức Phật thì dạy rằng những người sát sanh thì đời sau chết yếu, những người đánh đập chúng sanh thì đời sau bị bệnh tật nhiều, những người nào bố thí thì người đó đời sau giàu có, những người nào có tâm cầu học thì đời sau được nhiều trí tuệ, vân vân. Thì cái sự tương ứng giữa nhân và quả đó, nó có tất cách cố định. Chưởng hoa quần đắc hoa, chưởng đậu quần đắc đậu, không có thể nào một trồng cây mà nó ra cây chuối được. Có người nào mà làm cái mà nó ra quả tự bảo lành được, cái nhân quả nó tương xứng. Nhưng mà rồi trong cái bài gọi là đại kinh về nghiệp phân biệt đó, thì chúng ta lại nghe Đức Phật dạy về cái tính cách một số cái điểm bất định. Mỗi người sống hiền lành đạo đức sau khi chết đều sanh vào cõi trời hết. Tại vì nó còn ảnh hưởng bởi một cái yếu tố sau cùng của đời sống. Ví dụ người đã cả đời làm rất nhiều việc tốt, nhưng trong giờ phút lâm chung thì lại có một cái tà kiến khởi sanh, hay có một cái quan trái, hay có gì dính mắc thì người phải đi xuống. Thành ra ở đây mà mình nói một cách rất là võ đoán, mình nói rất là một chiều thì nó cũng có vấn đề. Thì đó là lý do tại sao khi mà chúng ta học Phật Pháp đó, càng học thì càng đặt cho chúng ta vào ở trong một cái vị thế, đó là cẩn trọng và không nên nhìn mọi vấn đề một cách võ đoán, một cách phiến diện, một cách một chiều. Có nhiều vấn đề có thể trả lời, ví dụ như là có phải chăng là quả của nghiệp thiện luôn luôn là quả lành thì chịu đã đúng, nhưng mà hỏi rằng phải chăng tất cả những cái nghiệp thiện đều cho quả lành hết, thì nói rằng nghiệp thiện nếu cho quả là quả lành, nhưng mà có những trường hợp nghiệp nó không cho quả được, nó trở thành vô hiệu nghiệp. Nó không chắc chắn, không chắc chắn nghiệp nào nó cũng cho quả, nhưng mà nếu nó là quả lành thì nó phải đến từ nghiệp thiện. Thì có những điều chắc chắn và điều không chắc chắn. Bởi vì khi mà mình nói về những điều có thể và điều không có thể thì ở trong thế gian này nó phức tạp, rất phức tạp. Trong bài kinh mà đại kinh phân biệt về nghiệp đó, chúng tôi lại có một cái câu Phật ngôn ở phía sau mà chúng tôi đưa ra cái thí dụ là mình nói rằng có những người mà bỏ học hay là học hành gian dở mà họ rất là thành công, chuyện đó có. Nhưng mà không có nghĩa là đưa vào chuyện đó mình nói rằng tất cả mọi người đều nên bỏ học hết, tại vì không phải là những người bỏ học đều là thành công. Có những người học gian dở mà thành công, nhưng mà không phải là học gian dở là cái yếu tố thành công thì không nên nói như vậy. Thật ra cái cách nói nó phải được xem là rất cẩn thận, phải phân tích. Ở trong cuộc sống này có những điều mang tính cách là bất định, thì khi mà chúng ta học vào Phật Pháp, chúng ta học vào Thắng Pháp thì cũng tương tự như vậy. Cái sợ nhất của một người học đó là cái tâm thiếu cởi mở, thiếu cái tính khoa học, thiếu tính dùng cái phương pháp. Ở trong lịch sử của nhân loại, và đặc biệt là Tây Phương, và đặc biệt là chủ nghĩa cộng sản đó, thì người ta hay có những cái đề quyết tuyệt đối. Đề quyết tuyệt đối. Ví dụ như ở tại Hoa Kỳ bây giờ đang rơi vào khủng hoảng là người ta nói về về một cái điều gì đó nó liên quan đến tôn giáo, thì điều đó là phải là một điều tuyệt đối, hoặc là đúng hoặc là sai. Như là chúng ta nhớ rằng trong thời kỳ đệ nhất cộng hòa của Việt Nam, thì ở miền Nam đó, thì tại vì chính phủ đệ nhất cộng hòa, chính phủ Đình Diệm là của Thiên Chúa giáo, là ra người ta có đề cập đến phong trào là chống ly dị. Ly dị phải là một luật, là không được ly dị, mà ly dị đó là ngược lại với luật pháp, vân vân. Nhưng mà rồi về sau thì người ta thấy rằng những cái điều đó nó không thể được áp dụng ở trong mọi thời gian, mọi xứ, mọi hoàn cảnh được. Tại vì sao vậy? Tại vì
chúng ta nói căn bản của cái tư tưởng của Tây Phương đó, và nhất là tư tưởng Tây Phương thời Trung Cổ đó, là một cái giá trị nào nó đúng, nó phải đúng với tất cả mọi người. Hãy vinh quang, muốn vinh quang phải lao động là vinh quang. Nhưng mà rồi, có bản trong xã hội thì chỉ có những người lao động tay chân, trồng khoai, trồng sắn mới là lao động, mà không phải chỉ lao động như vậy mới là vinh quang, ví dụ như vậy. Thành ra cái thái độ áp đặt là nhất định là cái này có giá trị ở trong mọi thời gian, mọi xứ, mọi hoàn cảnh đó. Thông thường đó, nó là một cái quan niệm của phương Tây. Ngày hôm qua chúng tôi có đọc một cái bài báo, ở trong bài báo này thì người ta nói về hai cái khuynh hướng là bảo thủ và tự do, conservative và liberal. Thì họ có nói rằng thông thường hai cái khuynh hướng này đó, nếu mà nó thắng về phương diện chính trị thì nó thua về văn hóa, mà nó thua về văn hóa thì thắng về chính trị. Tức là có nhiều khi ở trong cái nguồn máy chính trị đó thì có những người bảo thủ thắng thế, chiếm đa số quốc hội lên được tổng thống, thì lúc bây giờ trên phương diện văn hóa thì họ thua, mặc dù họ nắm quốc hội, mặc dù họ nắm tòa đọc nhưng văn hóa. Và ngược lại có những trường hợp là họ thắng về phương diện văn hóa mà họ lại thua về chính trị, thắng chính trị thua văn hóa. Thì ở đây nó nói cho chúng ta một cái điểm rất là thú vị về trong cái cuộc sống. Cái đó nó liên quan đến cái quan điểm về vật lý, đó là quan điểm về co giãn giãn nở. Thế giới này không đứng yên một chỗ, thế giới này không yên một chỗ, mà nó có cái định luật là co rút và giãn nở ra, dù chúng ta nói một thái dương hệ hay là một cái thiên hà vân vân. Và trong Pháp thì nó có nhiều cái sự việc nó mang tới cách bất định. Cái bất định này nó đòi hỏi một cái thái độ học rất là cởi mở, chẳng những cởi mở mở rộng mà chúng ta còn phải cố gắng để nhìn vấn đề trong một cái nhìn rất là thoáng, rất là rộng, và đừng có đóng khung. Cái mà sợ nhất học đó là của cái người học đó là mình học mình 721 là chỉ có vậy thôi, và luôn luôn cái gì cũng phải cố định. Cái học đó sợ lắm. Khi mình học Phật pháp á, học rất là sợ. Ví dụ như là chúng ta học về Đại Kinh Phân Biệt Về Nghiệp và nói rằng tất cả mọi người thiện, người đó phải sanh vào cõi trời. Thấy ai hiền quá, nói ồ người đó họ hiền như vậy, tạo công đức về, chắc chắn họ chết sanh về cõi an lạc. Thì không phải như vậy. Đức Phật nói rằng ở trong cái thông lệ nó vẫn có những cái biệt lệ, nó vẫn có những cái ngoại lệ. Và cái thông lệ ngoại lệ, cái ngoại lệ đó nó không phải là chống lại cái luật thiên nhiên, chống lại cái luật tự nhiên, mà tại vì cái bản chất cuộc sống nó là bất định như vậy. Thưa quý Phật tử, lúc mà quý chúng ta học qua những cái bài học về các cái chức năng của tâm thì mình nhớ một điều rằng trong cái cách nói về tâm thức, định nghĩa một tâm là một lẽ, mà cái vai trò của tâm là một lẽ, và cái tác hưởng lâu dài của tâm là một lẽ. Khi quý vị nghe các vị giảng thì mình ghi nhận nhớ ở đoạn này thì nói như vậy, nhưng mà rồi khi chúng ta học qua những bài khác thì mình sẽ phải ôm đi ôm lại, đừng bao giờ nghĩ rằng định nghĩa đó và vai trò đó, phần hành đó là bất di bất dịch và cố định. Nó có những vấn đề mà về sau này chúng ta hiểu cái ảnh hưởng của nghiệp khác, mà ảnh hưởng của thiền khác, ảnh hưởng của đạo quả khác, ảnh hưởng của cái tự nhiên khác, ảnh hưởng của tục đế khác, của chân đế khác. Và cái quan trọng là mình học bằng cái tâm rất là cởi mở, rất sẵn sàng để đón nhận, đừng có đóng khung, đừng có rập khuôn nhiều quá. Chúng tôi rất sợ những người học mà nghe nói như vậy thì cứ khăng khăng như vậy. Chúng tôi nhắc lại một lần nữa là nếu vị nào đã từng theo dõi giáo trình Tiểu Kinh Về Phân Biệt Nghiệp và Đại Kinh Phân Biệt Nghiệp, hai bài kinh mang hai nội dung hoàn toàn khác nhau, một bên rất là khẳng định, một bên rất là chắc chắn, và một bên đòi hỏi chúng ta có cái nhìn gọi là tương đối. Ở trong cái nhìn tương đối đó
thì nó có linh động, nó có biến chuyển, nó có những cái ngoại lệ, nó có những cái biệt lệ mà chúng ta không thể không biết được. Đó là vài điều chúng tôi muốn chia sẻ với quý vị trong bài học ngày hôm nay. Tuần ngày tới thì chúng ta sẽ nói về các cái môn. Chúng ta đã hôm nay kết thúc bài về chức năng của tâm. Xin đại lễ chi tôn đức thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Ngày mai này quý vị, vì lý do đặc biệt, Thượng tọa Đại sư và Chư Tăng sẽ giảng về Kinh Trung Bộ. Và ngày thứ sáu thì chúng ta sẽ có bài học bản ngữ. Xin chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Nam mô Bụt Thầy. Nam mô Bụt Thầy Gia Sa Thứ Lành Thầy. Chúng con kính tri ân Thượng tọa Giác Đẳng đã kết về học. Con là nhà việc thay mặt đại chúng trong trong, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ốp để em trợ cho các phận hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn là các từ chính pháp nhiệm mầu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy nha. Yang kimchi kusala kamang kapa pagiriya mamakaye navaja manasa didase sukatang katang yesa yesa sanyino atiye yasata sanyino katang gunya palang mayan sape paki pawantute yesa Sangang suy đang nên năng buôn nhà palang maya ye cha ta thân cha nan ti đề và gan toa đi về cho dùng ta về lô cam đi ye sa ta chi văn ta ha ra ne tu ca ma đôi nhà phố cho nan sa về la phan tu ma ma chi la pa đi con xin hồi hướng phước lành là các cùng pháp giới chúng sanh gọi nhường mẹ cha thầy tổ thân nhân hiền thiện quá ban tròn phần phước duyên cầu xin hộ pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền cầm xa cầu cho mưa thuận gió do nhờ thần phẩm bảo tồn mang cánh nghiệp lành từ cầu ý thân hóa thành phúc quả vì nhân từ sa phang su mang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti hon tu ni ron ta rang o tu sa phang su mang ga lang ga lang ga khan tu sa pa di va ta sa pa ta ma lu pa ve na so ti hon tu ni ron ta rang o tu sa phang su mang ga lang ga khan tu sa Devata sapa sangha lupa vena so te hon du ye ron Parang thiền công đức đã làm kiến kiến lành này